Chỉ mới 19 tuổi, tiền đạo Paraluelo của FC Barcelona đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng tại World Cup nữ, có thể làm cho đội tuyển Anh mất ngủ trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết giải đấu vào Chủ nhật. Với bàn chân trái mạnh, Paraluelo đã xuất hiện trong đội hình xuất phát cho 4 trận đầu tiên của Tây Ban Nha tại World Cup 2023 và tỏa sáng trong trận vòng 16 đấu với Thụy Sĩ, trận mà La Roja, tên gọi của đội tuyển Tây Ban Nha, đã thắng với tỷ số 5-1. Sức mạnh, tài năng và tốc độ ánh sáng của Paraluelo là một phần quan trọng trong chiến thuật tấn công của đội bóng, đã chứng minh là một trong những thành công nhất trong giải đấu với tổng cộng 17 bàn thắng. Một giải đấu đặc biệt kể từ vòng tứ kết, cầu thủ người Tây Ban Nha đã tỏa sáng với vai trò super sub, thường xuất hiện vào cuối trận đấu để có tác động quyết định. Cô đã thay Jennifer Hermoso, cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Tây Ban Nha, trong trận đấu với Hà Lan và ghi bàn thắng quyết định ở phút 111. Tình huống tương tự diễn ra trong bán kết với Thụy Điển, khi cô thay thế cựu người chiến thắng Ballon d'Or 2 lần Alexia Putellas và ghi bàn mở tỷ số ở phút 81 với một pha sút xoáy tuyệt vời. Trong cả hai trận, Paraluelo đã được bầu là nữ cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tôi cảm thấy rất tự hào, cả đội cũng vậy, chúng tôi cách một bước chiến thắng, cô thiên tài tuổi teen nói trong một cuộc họp báo sau trận đấu. Ghi bàn là khoảnh khắc ma thuật, nó cảm giác độc đáo và không thể tin nổi, nhưng đó là sự cống hiến của toàn đội. Cô là độc nhất, cô là một cầu thủ độc đáo nhờ vào nền thể thao của mình. Cô có nhiều kỹ năng với bàn chân trái và khả năng sút rất tốt, nói Aitana Bomati, đồng đội tại Tây Ban Nha và Barcelona. Lựa chọn giữa bóng đá và điền kinh, cô sinh ra ở thành phố Zaragoza ở miền Bắc Tây Ban Nha với cha là người Tây Ban Nha và mẹ là người Equatorial Guinea.